Hello, chào anh em nha. Thì tiếp tục hôm nay theo yêu cầu của anh em thì mình quay clip lại cho anh em xem nha. Thì hôm nay mình làm cho trại hòm Chí Linh ở Cà Lậy nha anh em. Hello, chào anh em nha. Thì anh em mình đang di chuyển trên địa phận Cà Lậy của Tiền Giang nha anh em. Thì đoàn chúng mình đang di chuyển đang hoạt động nha anh em theo dõi clip nhớ đăng ký kênh để chia sẻ ủng hộ mình nha anh em. Tình hình là đang qua chốt kiểm dịch nha anh em tiếp tục theo dõi clip nha anh em. Tỳ trở về đây thực hiện đại lễ bái quan nhằm tỏ lòng tôn kính đối với người đã khuất. Vậy chương trình làm lễ nèm chúng cháu xin được phép bắt đầu.
Thank you.